Xin chào các bác. Đây, một mã hàng cần tây của Thái đã về. Hàng 3 chữ A. Được 1 gam nha các bác nha. Cần tây ép nước nha các bác nha. Cần tây này là cần tây mẹ to ép nước, chứ không phải là cần tây mà chúng ta trồng để xào với để là rau xào đâu. Cần tây này là cần tây bẹ to. Một gói được 1 gram. Hàng Thái Lan, hàng 3 chữ A nha các bác nha. Đây, gói nguyên bao bì như này. Bên shop nhập khẩu trực tiếp từ Thái.